Mao đá chính trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh giữ vai trò tiền vệ tấn công và chơi năng nổ. Cựu tiền vệ Chelsea có cơ hội mở tỷ số ở phút 11 khi cướp được bóng ở phần sân đối thủ, nhưng pha bấm bóng của anh quá mạnh. Mao cũng thực hiện các pha đá phạt cho Manchester United trong 45 phút có mặt trên sân. Sau giờ nghỉ, anh được rút ra ngoài. Man United chơi lấn lướt trước đối thủ quen thuộc, cầm bóng 62%, dứt điểm 12 cú so với 7 của đối thủ. Họ có những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Ngay phút thứ 10, Hannibal McBee đã thử tài thủ thành Christian. Không lâu sau, Jadon Sancho có cơ hội nhưng vấp bóng và không thể dứt điểm. Cuối hiệp 1, Amad Diallo liên tục quấy đảo hàng phòng ngự Leeds, nhưng tiền đạo này thường xử lý rườm rà, khiến cơ hội trôi qua. Ở khung thành bên kia, Leeds không tạo ra nhiều tình huống phối hợp đáng chú ý. Cơ hội tốt nhất của họ đến từ tình huống phản công ở phút 18, nhưng Hannibal kịp lùi về giải nguy. Hai đội thay gần hết đội hình sau giờ giải lao. Những cầu thủ trẻ còn lạ lẫm với khán giả được trao cơ hội. Leeds gây sóng gió trước với pha đánh đầu chơi khung thành của trung vệ Pascal Suárez. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số đến với Manchester United sau tình huống mất bóng sân nhà của một cầu thủ Leeds. Hansen Aaron cướp bóng rồi chọc khe để Noam Emmeran đánh bại thủ thành Danny Van Den Heuvel. Hơn 10 phút sau, từ đường truyền của Emmeran, Sohugil thoát khỏi các hậu vệ Leeds trước khi ghi bàn ấn định tỷ số. Manchester United đáng ra thắng đậm hơn nếu pha đánh đầu trong thời gian bù giờ của Rhys Bennett không trúng cột dọc.